Đây à? À anh. Vâng. Anh thứ hai, tóc tai này từ ai thích xuống đấy. Độ này em lười chăm sóc rồi à. Hôm nay qua anh xem làm nào cho em đỡ bù rù đấy. Kiểm tra gọi điện. Bỏ ra anh xem. Anh bảo này, cái tóc của em thì nó mọc ra tự nhiên, nó hơi bông đúng không? Mọc bông tự nhiên đúng không? Hôm nay em muốn khác nào không? Thôi là em đang muốn đỉnh dài ra một chút. Tất cả tôi dài thì nó hơi khủng tí ấy, nhưng mà mình rưỡi mềm thì ok. Em đẹp môi này, bắt cho mình hơi dài. Anh đẹp thay đổi môi. Vâng, ok ạ. Để máy bố này á? Không ạ. Nên thì anh thấy cái chán này hơi thì hiểu được. Chán này để mái có vẻ để mái dài nó xa hơn. Tóc yếu thì sao hôm nay chỉ vỗ đường cho cảm ơn. Ừ, lắm anh ạ, nhìn khác hẳn luôn đấy. Để từ sau khỏe lắm, từ lúc sau. Vâng.